cậu bé tiên tri chính xác 100%, bốn con giáp sắp trùng số đổi đời, tiên tỷ về tay, nhất chặt két trong tháng 4 năm 2024 âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý vị thân thương đã trở lại, đồng hành cùng đại phú quý trong chuyên mục tử vi tháng của 12 con giáp ngày hôm nay. Quý vị thân mến, tử vi giống như một tấm bản đồ giúp chúng ta tìm đường tới mục tiêu của chính mình. Tuy nhiên trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng được đón nhận những điều tốt đẹp và hạnh phúc. Bên cạnh những may mắn và thành công, chúng ta cũng phải đối mặt với những khó khăn và trở ngại bất ngờ. Đôi khi, những sự kiện không may xảy đến một cách bất ngờ, dù cho cuộc sống của chúng ta trước đó đang rất yên bình và đầy đủ. Có những người trên đời, họ có tất cả mọi thứ, tiền bạc, địa vị xã hội, hạnh phúc gia đình, nhưng lại đột ngột mất mát mọi thứ một cách thương tâm. Đó là lúc chúng ta cần phải kiên trì, chống lại những trắc trở, đối mặt với những khó khăn bằng sự tự tin và quyết tâm. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, cơ đến tay ai người đó phất. Cuộc sống cũng thế, vận may đến với ai thì người đó hưởng. Cụ thể là bước vào tháng 4 âm lịch tới đây, cuộc sống của bốn con giáp sau sẽ có những chuyển biến bất ngờ. Bản mệnh có thể gặp không ít khó khăn, trắc trở, nhưng với sự bản lĩnh của mình thì mọi việc đều được giải quyết nhanh gọn. Từ đó, sự nghiệp, tài lộc và nhân duyên đều thay đổi tích cực. Những người làm công ăn lương thì được cấp trên tin tưởng, giao thêm trọng trách. Người làm kinh doanh thì có được những hợp đồng giá trị, mang lại nguồn lợi nhuận tốt. Vậy đó là những con giáp nào, cụ thể là những tuổi nào? Xin mời quý vị cùng đại phú quý tìm hiểu chi tiết nội dung sau đây. Cậu bé tiên tri chính xác 100%, bốn con giáp sắp trùng số đổi đời, tiên tỷ về tay, nhất chặt két trong tháng 4 năm 2024 âm lịch. Vị trí đầu tiên là tuổi Thìn, công danh khởi sắc, tài lộc ùn ùn kéo đến trong tháng 4 âm lịch. Rồng là biểu tượng của sức mạnh thần bí, thiêng liêng và quyền lực. Bởi vậy, những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng và địa vị cao sang. Những người tuổi Rồng có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng và lẫm liệt. Không chỉ có vậy, Rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người. Sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Xem tử vi phương Đông, vận trình tháng 4 âm lịch của tuổi Thìn khởi sắc. Nhờ chính ấn và các thần hỗ trợ, công việc có nhiều sự thay đổi, đa phần theo chiều hướng tích cực. Có điều, lưu ý cách hành xử, đừng để mâu thuẫn thị phi nảy sinh, ngăn cản con đường tiền thân của bạn. Tài vận ngày càng được củng cố, có thể tích lũy, tiết kiệm được khá nhiều. Chính tài và tứ tài đều có dấu hiệu tăng, có thể tiến hành đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh và sản xuất. Cụ thể về phương diện tài lộc, nguyệt lệnh lấm đất mộ, tuổi Thìn tháng 4 âm lịch này hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề tài chính. Bản mệnh có tài vận khá lý tưởng, cả chính tài và thứ tài đều xuất hiện cho thấy bản mệnh đang có vận may lớn lắm đó. Trong tháng có nhiều cơ hội kiếm tiền khá dễ dàng, nhất là người làm kinh doanh sẽ có quý nhân ở bên trợ giúp. Nhờ thế mà chuyện làm ăn thuận lợi suôn sẻ. Cùng đà phát triển này, bản mệnh có thể thực hiện kế hoạch đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh của mình thoải mái. Thái âm cát tinh cho thấy, quý nhân trong tháng 4 của tuổi Thìn đa phần sẽ là nữ mệnh. Người tuổi Thìn cũng có được nhiều sự trợ giúp hơn hẳn so với con giáp năm này luôn đó. Tứ lục gặp lục bạch, tài lộc đang trên đà tăng tiến, bản mệnh hãy dốc hết sức để không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé. Về phương diện sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 4 của 12 con giáp, người tuổi Thìn sẽ có một tháng khởi sắc trên con đường công danh sự nghiệp luôn đó. Con giáp này biết cách thuận theo chiều hướng phát triển mà lựa mình, linh hoạt thay đổi để không đánh mất bản sắc mà gây dựng được sự chú ý nhất định. Cấp trên khá ưng ý với năng lực mà bạn thể hiện. Con giáp này có thể xử lý được nhiều việc, làm được nhiều chuyện, không để mình bó tay trước những khó khăn mà nhiều người phải chịu chết. Chính ấn các thần ở bên chỉ lối dẫn đường, tuổi Thìn như được tiếp thêm sức mạnh, có thêm nhiều năng lượng để làm việc, có thêm nhiều động lực để phấn đấu, cũng có được nhiều ý tưởng để thực hiện. Tuy nhiên trong tháng này còn có âm sát thông tinh rình rập, bản mệnh có thể bị kẻ tiểu nhân tung lời đồn đại chỉ vì bạn không để ý mà đắc tội với chúng. Tốt nhất ở nơi làm việc không nên tranh cãi nhiều gây mâu thuẫn, việc ai người đó làm là tốt nhất. Phương diện sức khỏe của tuổi Thìn đang khá tốt. Tử vi tháng 4 của tuổi Thìn âm lịch thông báo nhiều tin xấu về sức khỏe. Con giáp này chỉ dễ gặp phải vấn đề về tiêu hóa mà thôi. Áp lực công việc căng thẳng có thể khiến bạn đôi lúc
quên bữa, bỏ bữa cùng tinh thần không thoải mái, khiến cho việc ăn uống kém ngon miệng. Con giáp này cần khắc phục tình trạng này, cân đối cuộc sống của mình tốt hơn để hạn chế những tác động xấu tới sức khỏe. Phương diện tình duyên, xét về phương diện tình cảm thì tuổi Thìn đang đứng trước nguy cơ ế dài nếu cứ đưa ra quá nhiều tiêu chuẩn về một nửa của mình mà không chịu xem xét tình hình thực tế. Bạn đang để cho những câu chuyện ngôn tình khiến cho mình lầm tưởng nghiêm trọng rồi đó. Theo đại phú quý, vợ chồng tuổi Thìn có những xung đột xảy ra do đôi bên chưa thích ứng được cuộc sống chung. Bạn thấy thất vọng khi mình phải tự dàn xếp mọi rắc rối trong cuộc sống. Khi đó, đối phương lại thoải mái, nhàn nhã nghỉ ngơi. Tiếp sau đây là vận trình từng tuổi Thìn tháng 4 âm lịch. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Xem tử vi tháng mới của người tuổi Bính Thìn, con giáp này được cát kỳ vây quanh nên cũng gặp nhiều may mắn hơn. So với tử vi tháng trước, Thiên Đức cũng báo hiệu cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc đang đến rất gần. Tuổi Bính Thìn có thể nhân cơ hội này mà có được những gì mình muốn. Đặc biệt là trong công việc, mọi sự đang cực kỳ suôn sẻ, cát khí cực vượng vào thời điểm đầu tháng. Chính ấn bảo trợ cho bản mệnh thành công dễ dàng. Đường tài lộc cũng hành thông suôn sẻ, cả chính tài và thiên tài đều đang ở bên trợ giúp. Vận khí lên cao, bản mệnh đạt được nhiều điều thuận lợi trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Một điều nhắc nhở tuổi Bính Thìn, đó là nên tập trung đầu tư tiền bạc và sức lực nhiều hơn vào cuối tháng. Đó là thời điểm vượng tài vượng lộc cho con giáp này. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tháng mới đang có những tín hiệu tích cực đối với người tuổi Giáp Thìn. Dường như bạn cứ thế bước mà chẳng rõ đích đến là nơi đâu trong suốt nửa năm qua. Giờ đã đến lúc thay đổi, nguồn năng lượng tươi mới sẽ thúc đẩy bạn sáng tạo, dần bước và đưa ra những quyết định khiến ai đấy đều ngỡ ngàng. Sao giải thần hỗ trợ bản mệnh, trưng dụng, không lo vận hạn liên quan tới tiền bạc. Thậm chí, nhiều người được thoát khỏi nợ nần, tìm được cách gia tăng thu nhập trong tương lai bằng những cách thức vô cùng thiết thực. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Xem tử vi tháng mới, người tuổi Mậu Thìn có dịch mã động tinh chiếu mệnh, công việc có khá nhiều bước tiến mới. Nhưng e rằng bản mệnh sẽ vì công việc mà phải đi lại nhiều, khá vất vả, cần chú ý chăm sóc sức khỏe để đảm bảo được công việc và cuộc sống. Tài lộc trong tháng không ít, nhưng thường phải chờ tới giữa tháng trở đi thì mới thực sự vượng sắc. Con giáp này nên nhớ kỹ điều này để không bỏ lỡ thời cơ. Thiên tài cho thấy, những ai thực sự chăm chỉ và nhạy bén với thời cuộc sẽ không cần phải lo toan về tài chính. Kính thưa quý vị, có khi nào bạn tự hỏi, tại sao bạn làm lụng vất vả vẫn không thể bước chân đứng vào hàng ngũ những người thành công và thay đổi cuộc đời? Điểm khác biệt ở những người ở đỉnh cao thành công và những người tầm thường chính là ở tư duy. Họ biến toàn bộ thách thức và sự tiêu cực thành năng lượng tích cực, thẳng bước tới thành công. Họ thường không thích phàn nàn, luôn tập trung năng lượng cho những mục tiêu đã lên kế hoạch. Có một định nghĩa riêng về công việc của bản thân và có rất nhiều sự việc họ không thèm quan tâm. Chúc quý vị tuổi Thìn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Vị trí số 2, tuổi Thân là con giáp may mắn, trúng quả liền tay, ẵm tiền tỷ về nhà trong tháng 4 âm lịch. Xét về độ nhạy bén về tiền bạc thì người tuổi Thân luôn đứng đầu. Chỉ là do thời thế còn chưa thuận mà vẫn còn gặp nhiều trở lực. Nhưng tới tháng 4 âm lịch, khi cát khí chiếm ưu thế, vận trình tuổi Thân hành thông bất ngờ, ví như màn mây đen che phủ tạm thời biến mất. Nhân cơ hội này mà mưu đại sự, tăng khối lượng tài sản lên gấp nhiều lần so với bình thường. Theo tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Thân cho thấy, đặc biệt đây sẽ là giai đoạn mà không chỉ chú khỉ sẽ tìm được nhiều cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Có thể hiện tại tuổi này đang thấy mọi thứ mơ hồ, nhưng không nên quá lo lắng, chỉ cần định sẵn mục tiêu trong đầu và dũng cảm bước về phía trước, bạn nhất định sẽ thành công vang dội. Cục diện cát lành trong tháng mới cho thấy những cơ hội phát triển sẽ đến với Thân. Dù hiện tại đang theo đuổi lĩnh vực nào hay đang ở vị trí nào, bạn cũng đều có may mắn đạt được mục tiêu của mình. Tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của bạn. Bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến, nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích. Tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm các tình hữu vật tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân.
bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa. Con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời, đúng người nên tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ khá cao. Cụ thể về sự nghiệp, phương diện sự nghiệp của người tuổi Thân được dự báo có nhiều bước tiến triển hơn. Một khi đã dốc toàn tâm toàn lực, quyết tâm theo đuổi mục tiêu thì ắt sẽ bội thu quả ngọt. Cục diện tam hợp cát lành xuất hiện trong tháng này mở ra những cơ hội phát triển và thăng tiến. Dù sẽ có nhiều việc phải làm hơn ở thời điểm này, nhưng tinh thần của bạn luôn sẵn sàng, chủ động nhận việc chứ không hề trốn tránh. Bản mệnh làm việc miệt mài bất kể thời gian để chuyên tâm đạt được mục tiêu đã đề ra. Bạn cũng được cấp trên nâng đỡ, tạo thêm nhiều điều kiện để phát huy thế mạnh. Cũng bởi có thể nhìn ra được cơ hội thăng tiến và những thành quả mà mình có thể nhận được sau khi chạm tay với cái đích trước mắt, tuổi Thân càng thêm hăng say cống hiến. Bạn đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích cho tập thể, tài năng và địa vị nhờ đó lại càng thêm được khẳng định. Chẳng những vậy, tháng 4 âm lịch này vận quý nhân của tuổi Thân cũng khá vượng. Các tình hữu vật tượng trưng cho sự nâng đỡ, các mối quan hệ xã giao ngày càng hài hòa. Dù làm bất cứ việc gì, bạn cũng có thể thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Bởi vậy, nếu đang ấp ủ kế hoạch hay dự định nào quan trọng, bạn có thể mạnh dạn tiến hành, tỷ lệ thành công khá cao. Kể cả khi chưa thu được kết quả đúng với mong muốn ban đầu, bạn cũng có thêm kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn nhé. Về phương diện tài lộc, trong tháng Bình Thìn này, tài lộc của tuổi Thân có tài tinh thiên tài chiếu mệnh, lại thêm tam hợp thái tuế nâng đỡ. Các kế hoạch kiếm tiền diễn ra suôn sẻ, nhiều khoản thu vào. Với những người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Thời điểm này, thứ tài dồi dào, nhất là vào giai đoạn cuối tháng khi bản mệnh đón không ít tin vui về thu nhập hiện có. Đó có thể là một khoản thưởng nóng nào đó, cũng có thể là khoản doanh thu vượt mức hoặc một khoản nợ được ai đó hoàn trả. Người kinh doanh buôn bán cũng có cơ hội hốt vàng hốt bạc, tư chỉnh sự mạnh dạn, nhạy bén với thời cuộc của mình. Cái duyên làm ăn của con giáp này lại càng có cơ hội được thể hiện trong tháng 4 âm lịch này. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, bạn cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời, đúng người nên tiền tài nảy nở là điều tất yếu. Chỉ cần biết tận dụng triệt để các mối quan hệ xã giao thì việc đầu tư sẽ cực kỳ sáng sủa. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ khá cao. Về sức khỏe, tháng này nguyệt lệnh lâm đất bệnh, báo hiệu sức khỏe của Thân có dấu hiệu sa sút khá rõ. Một vài triệu chứng bất thường xuất hiện cho thấy bạn không nên tiếp tục chủ quan với cơ thể của mình. Bạn có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và suy nhược. Nguyên nhân chủ yếu do thời gian qua bạn có phần chủ quan, bỏ bê, không chăm sóc cơ thể cẩn thận. Công việc bận rộn khiến cho bạn bị cuốn đi, ăn uống ngủ nghỉ thất thường. Về tình duyên, đường tình duyên của người tuổi Thân trở nên bằng phẳng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Bạn cũng sẽ trở thành tâm điểm của đám đông nhờ bản tính hài hước, thông minh và nhiệt tình của mình. Ngũ hành tương sinh, tình cảm của các cặp đôi phát triển hài hòa và tốt đẹp. Bạn và người ấy đã khắc phục được nhiều quan điểm, ý kiến bất đồng trước đây và học được cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Nhờ vậy mà nhiều vấn đề được giải quyết một cách nhanh chóng. Tiếp sau đây là vận trình từng tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Tháng mới hứa hẹn có nhiều điều kiện tốt hậu thuẫn cho con giáp tuổi Mậu Thân. Nếu có dự định gì đang ấp ủ, bạn có thể bắt đầu tiến hành. Thế nhưng cuối tháng có thương quan dự báo sẽ có chuyện chẳng lành. Nếu không có việc gì liên quan tới mình thì bản mệnh nên tránh xa ra nhé. Thái dương cát tinh trong tháng mới là cơ hội để bạn tìm ra con đường, hướng đi mới cho bản thân, vì sẽ có người ngay lập tức hỗ trợ, chỉ ra đường lối để bạn có thể tiến hành. Dù bản thân là người cẩn thận, nhưng với những thông tin có được, bạn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Tử vi tháng mới cho thấy, con giáp tuổi Mậu Thân tràn đầy năng lượng. Bạn tự tin bước vào mọi thách thức, bạn không ngại ngần dấn thân để khẳng định mình, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, không vì bất cứ lý do gì mà chùn bước.
Thứ hai, tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Tháng mới, hồng cát đan xen, song cát khí vẫn sẽ ưu ái hơn cho người tuổi Canh Thân. Con giáp này nhờ thế mà cũng tránh được không ít hung hiểm cho mình. Công việc về cơ bản là tiến triển khá tốt, bản mệnh được chính quan nâng đỡ khá nhiều. Tuy nhiên, có thể do những thành công đến dễ dàng nên bản mệnh dễ dàng lơ là, thiếu tập trung. Chỉ sau khi nhận được những sai lầm của mình thì con giáp này mới dần quay trở lại quỹ đạo, làm việc nghiêm túc, chăm chỉ và đạt được mục tiêu đã đề ra. Cuối tháng có thực thần bảo trợ nên bản mệnh không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính, nhất là những người làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, nếu chỉ biết tiêu xài mà không biết tiết kiệm, cũng chẳng khiến cho tiền bạc sinh sôi nảy nở, thì chẳng mấy mà tiền núi cũng hết. Tuổi Canh Thân nên chú tâm tới vấn đề này hơn nữa nhé. Thứ ba, tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Tuổi Nhâm Thân trong tháng mới có vận trình công danh sự nghiệp khá tốt. Bản mệnh đạt được nhiều thành công trong công việc của mình, cấp trên tin tưởng và trao thêm cho bản mệnh nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, giành lấy vị trí xứng đáng với mình. Đó cũng một phần nhờ có các tinh tà phù ở bên trợ giúp. Các tinh này tạo điều kiện cho người tuổi Nhâm Thân làm những điều mình muốn một cách tốt nhất, đạt được hiệu quả cao nhất. Công việc trong tuần suôn sẻ, bản mệnh dễ dàng giành được những điều mình muốn. Quý vị và anh chị thân mến, mỗi chúng ta sống ở trên cuộc đời chắc chắn sẽ có những lúc phải đối diện với khó khăn, nghịch cảnh. Đó là những lần rơi nước mắt chán nản hay những nụ cười tự tin, đối diện và vươn lên. Một lần đối diện với nghịch cảnh là một lần ta đối diện với chính mình. Vượt lên nghịch cảnh là vượt lên cái tôi yếu đuối và hèn kém. Vượt qua nghịch cảnh giúp chúng ta nhìn nhận rõ thông ưu điểm và nhược điểm của mình, từ đó ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Chúc quý vị tuổi Thân luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Vị trí số 3, tuổi Hợi là con giáp tiếp theo, may mắn trải dài, hạnh phúc vô biên trong tháng 4 âm lịch. Tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, người tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và ổn định. Bước sang tháng Bính Thìn, bản mệnh được quý nhân bán hợp che chở, sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt, trục trặc khó khăn trong công việc sớm được đẩy lùi, tạo thêm nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Tình hình kinh doanh và buôn bán trong tháng lạc quan, tuổi Hợi mua may bán đắt, thu về không ít lợi nhuận. Dịp này có thể tiến hành mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn sự bứt phá bất ngờ. Vận đào hoa khởi sắc có lợi cho người độc thân tìm kiếm đối tượng ưng ý. Xuất hiện trường hợp người cũ đã chia tay bỗng ngỏ ý muốn trùng phùng. Nếu vẫn còn tình cảm, bạn cũng có thể cân nhắc lại. Cụ thể về phương diện tài lộc, xem tử vi tháng 3 của tuổi Hợi, thời điểm này tình hình tài chính của bản mệnh khá tốt. Con giáp này cần phải vững tin vào chính bản thân mình để quyết đoán hơn, không để lỡ thời cơ ngay trước mắt. Con giáp này có lộc trời cho, chuyện làm ăn buôn bán cực kỳ thuận lợi. So với những tháng trước thì đây là thời điểm bội thu của tuổi Hợi, lợi nhuận tăng vọt ở mức đáng bất ngờ. Nếu có ý định mở rộng quy mô kinh doanh thì hãy mạnh dạn tiến tới, bạn có thể đạt được sự bứt phá khiến bao người ngưỡng mộ luôn đó. Tuy nhiên, trong tháng có thương quan chiếu mệnh nên con giáp này cần phải làm việc cẩn trọng hơn, tập trung vào mục tiêu của mình. Đừng thấy làm ăn đang tốt mà lơ là chú ý, có thể sẽ hụt mất khá khá đơn hàng vì sự sao nhãng của mình. Lục mạch bay vào trung cung, theo phương thủy thì tháng 4 âm lịch này nếu để quá nhiều đồ đạc ở vị trí giữa nhà hay để vị trí này nhiều rác bẩn thì rất dễ mất tiền hao của, gia chủ nên chú ý. Về phương diện sự nghiệp, tiến sang tháng 4 âm lịch, người tuổi Hợi sẽ có được nhiều may mắn, nhiều tin vui trên con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh có quý nhân bán hợp chỉ lối dẫn đường nên nhanh chóng tìm được hướng đi phù hợp với mình, cũng biết tiết kiệm không ít thời gian và công sức mày mò. Tháng trước có nhiều vấn đề còn tồn đọng lại, nhưng mọi sự đều được bản mệnh giải quyết nhanh chóng trong tháng này. Bản mệnh biết cách linh hoạt xử lý vấn đề nên hóa giải được những khúc mắc trước đó. Điều này là nhờ quý nhân gợi ý nên tuổi Hợi mới nhanh chóng tìm ra được phương hướng cho mình. Cùng với những khó khăn được khắc phục là những bước tiến mới trong công việc mà tuổi Hợi giành được. Bạn gây dựng được ấn tượng tốt với cấp trên, khả năng thăng tiến không phải là không có.
Con giáp này hãy mạnh dạn đưa ra ý kiến, ý tưởng của mình đi nhé. Bạn sẽ biết được thêm nhiều ưu thế của mình đó. Về phương diện sức khỏe, tháng tư này tuổi Hợi sức khỏe không được lý tưởng cho lắm. Bản mệnh tự mình suy nghĩ, tạo áp lực cho bản thân nên dễ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người. Nên tìm cách giải trí cho đầu óc thư thái, đừng ép mình thái quá mà hại cho sau này. Xem tử vi phương Đông, người tuổi này có thể tổ chức một chuyến đi du lịch cùng gia đình, đi đâu đó nghỉ hè để gắn kết tình cảm của gia đình hơn nữa, cũng là để giảm bớt áp lực cho bản thân. Về phương diện tình duyên, xem tử vi năm 2024, người tuổi Hợi có thể sẽ đón nhiều tin vui về chuyện tình duyên của mình đó. Thanh Quý Mùi mang tới may mắn về vận đào hoa cho người độc thân, sau bao trường rông, cuối cùng cũng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Nhiều người nói không bao giờ quay lại với người yêu cũ, nhưng có thể trong tháng 4 âm lịch này, tuổi Hợi sẽ gặp đúng tình cảnh đó. Hãy chuẩn bị tinh thần, suy nghĩ xem mình có nên đồng ý với việc nối lại tình xưa không nhé. Đừng quá quan tâm tới miệng lưỡi của người đời, mà hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình. Đừng quên nhắc lại lý do mình và người ấy chia tay, chớ để thời gian làm bạn quên lãng lý do tình yêu tan vỡ mà cuối cùng lại lặp lại vết xe đổ của chính mình. Người đã có gia đình thì lại ở vị thế khác. Hãy nhìn rõ vị trí của mình. Nếu bạn đã chia tay người cũ và chọn người ở bên mình hiện tại thì chắc chắn bạn có lý do hợp lý. Hạnh phúc gia đình cần luôn luôn chung tay vun đắp, chớ nên để lòng mình ngả nghiêng mà mất đi thứ đáng quý rồi mới nuối tiếc. Sau đây là vận trình từng tuổi Hợi tháng 4 âm lịch. Tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Người tuổi Tân Hợi có một tháng đầy hứa hẹn khi được sao Thái Dương cát tinh trợ mệnh. Công việc cũng như vấn đề tình cảm của bản mệnh trong tuần đều hết sức suôn sẻ. Vì thế, nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng cứ hãy bình tĩnh, rồi bạn sẽ tìm ra giải pháp sớm thôi. Quan trọng nhất vẫn là bạn phải tin tưởng hoàn toàn vào những gì mình đã lựa chọn. Đầu tháng cũng là thời điểm kiếm tiền của tuổi Tân Hợi, do được chính tài và thực thần che chở, gạt bớt những khó khăn, tiền đổ về túi nhanh chóng. Tuy nhiên, tới cuối tháng, khả năng mất tiền hào của là khá lớn. Bản mệnh cần kiểm soát thu chi thường xuyên, đừng tùy tiện mua sắm theo ý thích. Quý Hợi, sinh năm 1983. Tuổi Quý Hợi, tháng mới có vận trình công danh sự nghiệp khá tốt. Bản mệnh đạt được nhiều thành công trong công việc của mình. Cấp trên tin tưởng và trao thêm cho bản mệnh nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, giành lấy vị trí xứng đáng với mình. Đó cũng một phần nhờ có các tinh tà phù ở bên trợ giúp. Các tinh này tạo điều kiện cho người tuổi Quý Hợi làm những điều mình muốn một cách tốt nhất, đạt được hiệu quả cao nhất. Công việc trong tuần suôn sẻ, bản mệnh dễ dàng giành được những gì mình muốn. Ất Hợi, sinh năm 1995. Xem tử vi tháng mới, người tuổi Ất Hợi đang gặp khá nhiều may mắn. Điểm sáng lớn nhất trong tháng có lẽ chính là đường tài lộc, với những điểm báo tin vui trải dài từ đầu tháng tới cuối tháng, báo hiệu tài lộc không ngừng đổ về túi của con giáp này. Tuy vẫn có tiểu hao không tinh ở bên gây ra những chuyện phá tài, song đây chỉ là những lần phá tài nhỏ, bản mệnh hoàn toàn có khả năng giải quyết mà không gặp phải rắc rối nào. Nhưng không phải lần nào cũng may mắn như vậy, bản mệnh nên tìm hiểu xem vấn đề là nằm ở đâu. Quý vị thân mến, có câu cảnh tùy tâm chuyển, tâm cảnh của bạn sẽ quyết định hoàn cảnh mà bạn sẽ gặp và cũng quyết định cả vận mệnh của bạn. Chỉ khi kiểm soát được tâm thái của bản thân thì mới có thể bình tĩnh đối mặt với những chuyện xảy ra trong cuộc sống. Một tâm thái cao đẹp sẽ mang đến cuộc sống tốt. Cuộc sống tốt chính là chất lượng cao của đời người. Chúc tuổi Hợi gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Vị trí cuối cùng, con giáp may mắn tuổi Tuất, tài lộc dồi dào, tình tiền viên mãn trong tháng 4 âm lịch. Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín. Một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện. Tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Tuất khá hanh thông. Nhờ chính ấn nâng đỡ, công việc tiến triển suôn sẻ, hợp tác làm ăn thuận lợi, được lãnh đạo trọng dụng và cất nhắc. Tài vận khả quan, chính tài vượng, thu nhập phong phú, chi tiêu khá thoải mái, không lo túng thiếu. Có điều nên hạn chế mua những món đồ xa xỉ, tránh bị lừa đảo, tiền mất tật mang. Về phương diện sức khỏe, tuổi Tuất nên luyện tập thể thao đều đặn hơn, nhất là sân văn phòng, lười vận động,
là nguyên nhân gây ra nhiều trục trặc về sức khỏe. Người độc thân có cơ hội trải nghiệm tình yêu lãng mạn và thú vị. Có điều nên thể hiện thái độ rõ ràng trong tình yêu. Đừng thả thính khắp nơi, khiến cho đối phương không tin tưởng mà nói lời chia tay. Cụ thể về phương diện tài lộc, xem tử vi tháng 3 tuổi Tuất, đây là thời điểm mà con giáp này may mắn ở nhiều phương diện. Chính tài khởi vượng, nguồn thu trong tháng khá dồi dào. Bản mệnh có thể không có nhiều tiền bạc tới những trò may rủi, điều bất ngờ, nhưng hoàn toàn sống no đủ bằng thu nhập từ công việc chính. Người tuổi Tuất tài chính vững vàng, lại biết cách chi tiêu hợp lý, có các khoản tiết kiệm và đầu tư khả quan, nên vấn đề tiền bạc không khiến cho bạn lo phiền, ít nhất là trong tháng 4 âm lịch này. Tuy nhiên, bạn cũng không nên mua sắm những món đồ xa xỉ. Mặc dù đồ xa xỉ có giá trị sử dụng cao hơn đồ bình thường, nhưng cũng nên chia ra theo từng tháng để giảm bớt phí chi ra so với thu. Mua đồ nên lựa chỗ đáng tin cậy, tránh được việc bị lừa đảo, dối gạt. Ở phương vị trung công, tránh để nhiều đồ đạc bừa bãi, tạo phong thủy xấu, gây mất tiền hào lộc. Về phương diện sự nghiệp, theo tử vi tháng 4 tuổi Tuất âm lịch, con giáp này sự nghiệp khá hanh thông và thuận lợi. Nhờ có trình ấn chỉ lối soi đường, nên bản mệnh dễ dàng tìm được người hợp tác làm ăn tốt, kế hoạch mới tiến hành ngày càng suôn sẻ. Thêm nữa, trong tháng này, nguyệt lệnh lâm đất quan đới, nên cơ hội để người cầm tinh con chó thăng quan tiến chức là rất lớn. Bản mệnh hãy cứ cố gắng hết sức mình để có được vị trí mình mong muốn. Cấp trên sẽ tự nhìn nhận được năng lực của mỗi người cũng như khả năng phát triển của họ. Bạn không cần vội vã đi đòi quyền lợi cho mình. Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng nhìn xa trông rộng của cấp trên, cũng đừng quy chụp chuyện thiên vị ở nơi công sở. Người có khả năng sẽ luôn được trọng dụng. Còn nếu bạn cảm thấy mức đãi ngộ hiện tại không thỏa mãn được mong muốn của bản thân, thì hoàn toàn có thể tìm kiếm nơi phù hợp hơn. Thiên đức cát tinh dẫn đường, về cơ bản, mọi chuyện liên quan tới công việc của tuổi Tuất trong tháng 4 âm này đều suôn sẻ. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi khoa học, sức khỏe của tuổi Tuất trong tháng 4 âm này khá tốt. Bạn chỉ thi thoảng gặp chút vấn đề về cân nặng mà thôi. Phương án hợp lý nhất với con giáp này là tăng cường tập luyện thể dục thể thao. Đừng ngồi ì một chỗ quá lâu, chẳng tốt cho sức khỏe chút nào đâu. Hãy đi lại thường xuyên, nhất là dân văn phòng, lười vận động sẽ khiến cho bạn ì trệ, sức khỏe cũng ngày càng sa sút. Về phương diện tình duyên, chuyện tình cảm của tuổi Tuất đang thực sự thăng hoa. Người độc thân sẽ có những trải nghiệm ngọt ngào và lãng mạn bên người mình yêu. Tuy nhiên, có thể bạn chưa thực sự ngả lòng theo người đó, sẵn sàng lật kèo bất cứ lúc nào. Lịch ngày tốt chỉ nhắc nhở con giáp này nên trung thực trong tình cảm của mình. Khi đã nhận lời yêu ai thì đừng cho người khác thêm cơ hội, vừa hạ giá bản thân, vừa khiến cho đường tình duyên lâm vào rắc rối. Có thể bạn chưa nhận ra tình cảm của mình ngay lập tức, nhưng đợi đến khi bạn biết trái tim của mình thuộc về ai thì đối phương đã chẳng còn chút lòng tin nào nơi bạn nữa rồi. Sau đây là vận trình từng tuần của tuổi Tuất trong tháng 4 âm lịch. Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Người tuổi Nhâm Tuất có sự bảo trợ của chính quan ngay từ đầu tháng, nên công việc có những bước tiến triển khá tích cực. Đây là thời điểm bạn nên tập trung phát triển sự nghiệp, đừng mãi để những vấn đề bên lề tác động đến bản thân. Thành công sẽ đến khi bạn đủ kiên trì và nỗ lực tới cùng. Nếu chỉ vì e ngại bóng gió, những điều chưa xảy đến mà chùn bước chân, thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì đang chờ đón mình ở phía trước. Tuy nhiên, thiên quan theo ngày sát bên bạn cũng cần đề phòng sự ám hại của tiểu nhân. Có nhiều thứ không tốt đẹp như vẻ bề ngoài, nên hãy thận trọng để không vấp phải những sai lầm đáng tiếc vì sự chủ quan của bản thân. Trong một tháng có ngũ quỷ hung tinh nhập mệnh, tài chính của con giáp này không được lý tưởng cho lắm. Người làm chủ kinh doanh, buôn bán gặp trở ngại do nguồn vốn chưa thể thu hồi. Người làm công ăn lương vẫn chỉ có thể dựa vào khoản thu nhập từ công việc chính, khó có khoản thu phụ. Tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Canh Tuất sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong tháng này. Người làm công ăn lương nhận được sự cất nhắc của cấp trên. Khi được giao những nhiệm vụ trọng đại, bản mệnh hãy cố gắng hết sức mình. Đây là cơ hội để bạn thăng tiến. Tình hình tài chính khởi sắc rực rỡ vào thời điểm giữa tuần. Người làm công dễ nhận được tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm kinh tế có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị. Ngoài ra, bạn cũng kiếm được một khoản tiền kha khá từ những mối đầu tư trước đó. Cát tinh tử vi
mang tới thêm nhiều may mắn cho người tuổi này. Hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn bỏ công sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Thậm chí, thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn. Tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Tháng mới, người tuổi Giáp Tuất có nhiều cố gắng và nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Tin mừng là sự cống hiến của bạn đã được ghi nhận một cách xứng đáng. Tử vi các tình ở bên cũng giúp cho bản mệnh nhìn nhận rõ được hướng đi của mình, biết được đâu là thế mạnh của mình để tập trung phát huy mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi đang giành được những thành công bước đầu, thì con giáp này bắt đầu chủ quan khinh địch. Tỷ kiên cho thấy bản mệnh đang quá đề cao năng lực của bản thân mà không chịu nhìn nhận những khiếm khuyết mình đang có. Đây có thể là sai lầm chí mạng khiến cho bạn đánh mất lợi thế mình hiện có. Về tài lộc, đây là một tháng may mắn của người tuổi Giáp Tuất khi mà cả chính tài và thiên tài đều vượng. Bản mệnh dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán thì đều có thể nhận được mức đãi ngộ xứng đáng. Quý vị thân mến, nếu bạn muốn làm việc hiệu quả nhất có thể, bạn sẽ cần lập ra một kế hoạch cụ thể cho bản thân mình. Để đạt được thành công, bạn nên khám phá và hiểu rõ những gì bản thân đang mong muốn và phải cân nhắc xem liệu bạn đã có đủ năng lực, sự táo bạo để thực hiện ước mơ của mình hay chưa. Thêm vào đó, để có được thành công thì việc thiết lập cho bản thân những thói quen tích cực hàng ngày là điều rất cần thiết. Nếu bạn không có những suy nghĩ như vậy hoặc đơn giản là không muốn thay đổi lối sống cũ của mình thì đó chính là nguyên nhân dẫn tới việc bạn sẽ bị đánh mất tiền bạc, kiến thức, những trải nghiệm và cơ hội trong tương lai. Vừa rồi, quý vị và anh chị đã quan tâm theo dõi nội dung bốn con giáp may mắn trong tháng 4 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị và anh chị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình. May mắn nào cũng sẽ được nắm bắt, xui xẻo nào cũng tránh xa được. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình Đại Phú Quý và sau đó nhấn vào quả chuông để không bỏ lỡ những video mới và hữu ích nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và anh chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.